sở hữu vị trí tuyệt đẹp tại bãi biển Cửa Hội, Melia Vinpearl Cửa Hội Beach Resort là khu nghỉ dưỡng 5 sao, nổi bật với lối kiến trúc trăm độc đáo kết hợp với pháp cổ điển cùng các dịch vụ tiện nghi sang trọng đi kèm. Khi lưu trú tại đây, quý khách sẽ chỉ mất khoảng 30 phút để di chuyển từ sân bay Vinh tới khu nghỉ dưỡng Melia Vinpearl Cửa Hội. Lý do nên đặt phòng Melia Vinpearl Cửa Hội: thứ nhất, vị trí đắc địa với bãi biển dương rộng lớn; thứ hai, đa dạng lựa chọn với phòng khách sạn và khu villa riêng biệt; thứ ba, nhiều tiện ích đẳng cấp nằm ngay trong khách sạn. Cùng Best Price khám phá những đặc điểm nổi bật của khách sạn ngay bây giờ nhé. Hiện nay, Melia Vinpearl Cửa Hội sở hữu tổng cộng 199 phòng nghỉ bao gồm cả khách sạn và biệt thự, phù hợp với mọi nhu cầu của du khách. Về khách sạn, khu nghỉ dưỡng cung cấp cho quý khách sự lựa chọn đa dạng với 4 hạng phòng chính. Hạng phòng Deluxe là hạng phòng tiêu chuẩn với diện tích 36m2, gồm một giường đôi hoặc hai giường đơn với view hướng vườn. Hạng phòng Deluxe Ocean View với diện tích 36m2, gồm một giường đôi hoặc hai giường đơn, được thiết kế với tầm nhìn hướng biển. Hạng phòng Hotel Suite với diện tích 56m2, gồm một giường đôi với thiết kế hướng vườn hoặc hướng biển tùy theo sở thích của khách. Hạng phòng Senior Suite với diện tích 72m2, gồm một giường đôi với tầm nhìn hướng biển, rất phù hợp cho các gia đình nhỏ. Cùng với đó, hệ thống biệt thự cũng cung cấp cho quý khách sự lựa chọn về hai hạng phòng chính. Villa Ocean View hai phòng ngủ với diện tích 141m2, gồm một giường đôi và hai giường đơn, các hạng phòng được thiết kế với tầm nhìn hướng biển. Villa Ocean View 4 phòng ngủ với diện tích 267m2, gồm 3 phòng giường đôi và 1 phòng giường đơn có view hướng biển, phù hợp với các nhóm bạn của gia đình đông người. Cùng với hệ thống phòng nghỉ hiện đại, Melia Vinpearl Cửa Hội còn cung cấp dịch vụ nhà hàng và bar với vô vàn lựa chọn cho du khách. Nhà hàng Padma với sức chứa 300 chỗ, cung cấp dịch vụ tiệc buffet với các món Âu Á và ẩm thực ba miền Bắc Trung Nam. Lobby Lodge có vị trí tại tầng 1 của khách sạn, là nơi lý tưởng để thưởng thức các loại đồ uống mát lạnh và món ăn nhẹ. Pool Bar nằm ngay cạnh bãi biển, có không gian lãng mạn để thưởng thức ly cocktail, rượu vang và các món ăn nhẹ sau khi du khách bơi lội. Ngoài những đặc điểm nổi bật trên, khi đặt phòng tại Melia Vinpearl Cửa Hội, du khách còn được trải nghiệm những dịch vụ tiện ích hấp dẫn như tận hưởng massage trị liệu tại Vincharm Spa với các liệu trình hiện đại đến từ nhiều quốc gia khác nhau, thư giãn tại bể bơi ngoài trời rộng tới 895,6m2, view hướng biển cùng với khu vực ghế nằm rộng rãi, hứa hẹn sẽ là điểm đón đáng lý tưởng của du khách. Ngoài ra, còn rất nhiều tiện ích hấp dẫn khác được cung cấp tại Melia Vinpearl Cửa Hội như phòng gym với đầy đủ các thiết bị tập luyện, khu vui chơi trẻ em dành cho các bé nhỏ, dịch vụ sân chơi tennis. Liên hệ ngay hotline 1900 2605 của Best Price để được hỗ trợ tư vấn và đặt phòng Melia Vinpearl Cửa Hội với mức giá tốt nhất nhé.